Và như vậy, dự án Subnet là một dự án đã gọi vốn được 282 triệu đô la thuộc lớp Layer 2 của Ethereum. Ngày hôm nay đây đã chính thức công bố airdrop và điều kiện nào để anh em có thể nhận được. Đồng thời thì sẽ có đường link claim cho mọi người về ví đó. Anh em nhớ xem hết clip nha. Hello tất cả anh chị em, qua mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Chip Crypto và mình là Nhất Huy đây. Clip ngày hôm nay đây cũng sẽ là clip đầu xuân của năm 2024. Bởi vậy thì cũng chúc cho tất cả anh chị em chúng ta đang xem clip sẽ có một năm mới 2024 đầy thành công và có nhiều dự án sẽ airdrop cho chúng ta. Đồng thời những anh chị em chúng ta đang tham gia đầu tư coin thì sẽ thắng rất đậm trong năm 2024 này với nhiều đồng coin đổi vị thế và mọi thông tin để chúng ta có thể cập nhật nhanh nhất về những biến động của thị trường, những kèo altcoin và kể cả những thông tin khác liên quan đến những đồng coin, phân tích thị trường thì anh em nhớ join vào trong cộng đồng trên Telegram mình có để ở dưới phần mô tả của video nha. Ngoài ra anh em nhớ follow thêm nền tảng Twitter, trên đó thì mình sẽ cập nhật rất là nhiều kèo liên quan đến trade ngắn hạn, trung hạn, các cái đồng coin trend sẽ được update khá là nhiều trên nền tảng của Twitter và sẽ có thêm cả một nhóm trading nữa. Tất cả thông tin đó thì mình có để hết ở dưới phần mô tả của video nha. Ok và bắt đầu ngay đối với cả nội dung của ngày hôm nay đây thì uh, dự án Subnet là một cái dự án đã gọi vốn được 282 triệu đô la bởi rất nhiều các backer nổi tiếng trên thị trường đã đầu tư cho nhiều dự án lớn rồi. Anh em có thể là xem ở đây giúp mình nhé. Đây là một dự án mình cũng đã hướng dẫn cho mọi người rất nhiều clip trên nền tảng của Youtube trong thời gian hơn một năm vừa qua. Mọi người chỉ cần gõ đó là Subnet thôi sẽ ra rất nhiều clip mình hướng dẫn cho mọi người trên này nhé gồm có cả testnet làm miễn phí và cả làm mainnet nữa và mọi người sẽ thấy rằng khoảng thời gian đó là một khoảng thời gian rất là dài và ngày hôm nay đây thì dự án cũng đã chính thức công bố gọi là quả ngọt rồi cho chúng ta có thể là check và claim về cái đồng token thời gian claim ấy thì đã được mình cập nhật trên nền tảng của telegram anh em nhé mọi người có thể là xem lại ở đây giúp mình vào ngày 20, 20 tháng 2 sắp tới và cái ngày snapshot của cái dự án này đó là ngày 15 tháng 11 năm 2023. Nếu thời điểm hiện tại anh chị em nào chúng ta vẫn đang còn hỏi có làm được hay không thì mình nghĩ rằng đó là những người mới. Thì mình cũng trả lời cho anh em luôn đó là chúng ta không làm được dự án này đâu. Nếu mà chúng ta đã lỡ dự án này rồi thì mọi người nhớ đăng ký kênh. Mình sẽ cập nhật cho anh em về điều kiện sắp tới của dự án ZKC nhé. Là một cái dự án gọi vốn còn khủng hơn con này cơ. Ok thì mình sẽ check qua một chút cho chúng ta xem về các cái điều kiện hiện tại. Đây sẽ là thông tin về token allocation của dự án này nhé và cái đường link thì có để luôn chính thức ở trên website của dự án có một cái điều dự án cũng đã nốt lại cho mọi người đó là thời điểm hiện tại đây thì có rất nhiều các scammer bên ngoài bởi vậy thì anh em tốt nhất là chúng ta đừng click vào những đường link lạ kết nối ví của anh em đó, là khả năng mọi người sẽ mất luôn tất cả những phần thưởng đó nhé Ok và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại ngay đối với cả đường link cho anh em check và claim nhé ngày claim là ngày 20 tháng 2 mình vừa nói qua đó thì anh em sẽ xem qua một chút về cái điều kiện của dự án này trước đi mình sâu cho anh em xem toàn bộ thông tin về sự kiện nhé. Đối với cả vòng này thì Socrates Foundation họ sẽ phân phối đó là 700 triệu token STRK cho gần 1,3 triệu địa chỉ ví đủ điều kiện nha anh em. Chỉ có 1,3 triệu địa chỉ ví đủ điều kiện mà thôi. Và trong số cái phần thưởng đó là 900 triệu token dành cho chương trình cung cấp đó. Trong đó thì có 1,8 tỷ token STRK dành cho chương trình cộng đồng nhé. Mọi người sẽ xem chi tiết đấy giúp mình. Còn điều kiện thì sao? Cái mục này thì mọi người rất là quan tâm thực ra là mọi người chỉ cần vào trong website kết nối ví là biết mình đủ điều kiện hay không rồi nhưng mà mọi người có thể là xem lại điều kiện của sắc để chúng ta sẽ lọc lại cho những dự án về sau đặc biệt là dự án gk -Syn. thời gian tới đây là một cái dự án mọi người đang rất là mong chờ đó bởi vì cái dự án đó có quá nhiều địa chỉ ví đang tham gia mình nghĩ rằng sẽ có rất nhiều điều kiện khắt khe để lọc bốt đó. tiêu chí nha anh em chúng ta cần sử dụng tổng cộng 5 giao dịch tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2023 đã hoạt động trên 3 tháng và giao dịch với khối lượng đó là trên 100 USD trở lên nha anh em. Mọi người nhớ giúp mình, chỉ cần giao dịch trên 100 V USD thôi. Thậm chí thì có nhiều người chúng ta đã tham gia trải nghiệm và đốt phí ga trên này còn trên cả 100 đô cơ. Mình đang nói về phí ga nhá, chưa nói về khối lượng đó. Đây chỉ là điều kiện mà thôi mà vẫn bị tạch á. Tạch vì điều kiện nào? Tại vì cái điều kiện đó là dự án đã có thêm một cái điều kiện khá là khắt khe để lọc bốt là trong ví cần có 0,005 ETH và nó rơi đâu đó khoảng tầm 10 đến 13 đô gì đó thời điểm hiện tại đó mình làm clip ạ. nói chung thì mọi người chỉ cần hâu cái số lượng đó là 0.005 ETH ở trên ví là anh em đã đủ điều kiện rồi khi mà anh em đã đủ một số điều kiện trên này nhé Nói chung thì chúng ta đã trải nghiệm đầy đủ chúng ta có thêm 0.005 trên ví như là một cái ví này của mình hiện tại một cái ví phụ mình có để đó là 13 đô thôi đúng là ạ thì mình cũng đã đủ điều kiện sau khi mà trải nghiệm cũng khá là nhiều các nền tảng ở trên sắc bởi vì mình làm clip cho anh em ạ bởi vậy có cả làm test mà nhưng mà test thì lại không được trong chương trình này nha anh em. ok và ngoài ra sắp tới thì không biết là có chương trình nào đó cho những sự kiện tiếp theo hay không á, thì chúng ta sẽ cập nhật tiếp tục trên nền tảng twitter chính thức của dự án và cái điều kiện này thì dự án cũng đã nói rất là rõ đó là để loại trừ các hành vi cyber của những twitter đúng không rất là nhiều người chúng ta đã trải nghiệm cả trăm cả nghìn ví đó họ làm như vậy thì để họ lọc và thực sự cái điều kiện lọc là 0,05 ETH đối với những cả những cái ví mà họ đã trải nghiệm mà tốn nhiều khí ga thì hơi khắt khe nha riêng đối với cả bản thân mình thì cảm giác hơi khắt khe nhưng mà đây sẽ là thông tin đến từ dự án mà thôi và mình cũng đã nhắc cho anh em ở trong một cái chương trình đó là token 2049 ấy, sự kiện ở trên bên Singapore đó. sự kiện đó thì bên team của sắc nét trước đây có bật bí cho phóng viên đó là sẽ cần phải có tối thiểu là cũng là khoản này anh chị em nhé cũng là 0,05 ETH đó có post cho mọi người trên nền tảng của Twitter anh em xem lại thông tin đó đó và thực sự cái điều kiện này là một cái điều kiện lọc bốt rất là lớn luôn đó OK và ngoài ra thì anh em có thể là xem thêm những điều kiện khác ở đây nhá mình sẽ để ở dưới đường link ở dưới phần mô tả của video cho mọi người có thể xem tham khảo đọc đầy đủ chi tiết về chương trình iChop của dự án Sắc đẹp này dự án này thì cũng đã gọi vốn được 282 triệu đô la đây sẽ là thông tin gọi vốn và là một trong số những dự án layer 2 à, như là các cái dự án trước đây đã drop như là Optimism hoặc là đó cũng chính là những dự án đã drop rất là đình đám đúng không nhưng mà chúng ta so sánh về cái độ gọi vốn hoặc là backer của dự án ấy thì hiện tại sắc còn lớn hơn cả Optimism và bên AB Trump cơ bởi vậy nếu mà chúng ta anh chị em chúng ta đã trúng thì xin được chúc mừng tất cả anh chị em nhé bây giờ thì kiểm tra như sau anh chị em sẽ vào cái đường link ở dưới phần mô tả của video, sau đó thì mọi người sẽ chọn kết nối ví giúp mình nhé. Và mọi người sẽ chọn kết nối ví Azenex nhé. Ở đây thì mình cũng đã dính cái điều kiện cyber đó, đó là mình cũng có một vài ví không đủ 0,005 ETH thì đã bị loại. Còn đây sẽ là một cái ví của mình có trúng, ví cao nhất của mình đâu đó khoảng gần 2.000 đồng mà thôi. Ví bình thường thì khoảng tầm 500, 600 nhé. Đây, mọi người có hiển thị như vậy là anh em đã trúng rồi. Còn mọi người muốn check thêm số lượng thì mọi người sẽ click vô vào cái mục là CDO Allocation nhé. Ở đây như là ví này của mình thì đang trúng đó là 650 đồng STRK và cái ngày claim của mọi người đó là ngày 20 tháng 2 nhá. Anh em lưu ý giúp mình. Lưu ý thêm một cái phần nữa đó là hiện tại mà cái mã thông báo này có bên ngoài thị trường thì chắc chắn đó là scam hoặc là giả mạo mà thôi. Mọi người đừng dại gì mang vào mua ở trên các cái sàn phi tập trung, sàn đất đó thì rất dễ bị rút bom nhá. Ok, đó là thông tin liên quan đến uh, claim cái dự án sắc nét. Và để check thêm cho anh em thêm một cái ví này nhé. Ví này thì trải nghiệm cũng gọi là tương đối như mọi người sẽ thấy đây. Rất là đen luôn. Hầu có 0.002 ETH là không đủ rồi. Và check luôn thì không trúng đâu. Nó sẽ hiển thị như vậy nhé. Là chúng ta đã tạch rồi. Chúng ta không còn cơ hội đối với cả dự án sắc nét nữa. Còn dự án này đây thì có thể lên được các cái sàn top hay không á. Thì mình tin chắc chắn rằng dự án này sẽ được listing trên sàn Binance. Và rất nhiều các cái sàn top đầu hiện tại như là OKX hoặc là Coinbase nha. Anh em cứ chờ thời gian tới đi. Mình nghĩ rằng dự án này có thể còn được launchpad trên nền tảng của Binance cơ. Đây mới là chương trình công bố Airdrop mà thôi. Bởi vậy nếu mà anh em chúng ta đã bỏ lỡ qua cái đợt Airdrop vừa rồi ấy, mà chúng ta còn vốn lớn thì mọi người có thể tham gia hâu cái đồng BNB đó để tham gia farm nhé. Đây là hiện tại theo dự đoán của mình mà thôi. Chứ không phải là thông tin dự án sắp tới sẽ có launchpad ở trên bài Binance đâu. Nhưng mà cũng khá là lâu rồi. Trên nền tảng của Binance thì chưa có một đợt launchpad của một dự án nào đó đình đám đồng hành cùng chúng ta trong clip ngày hôm nay đây có nền tảng của sàn Privacy đây là một sàn giao dịch đa nền tảng cũng đã có mặt từ năm 2018 và hiện tại đây thì cũng đã có mặt trên 152 quốc gia rồi có app trên nền tảng của iOS và Android cho mọi người có thể trải nghiệm trực tiếp luôn đó giao dịch của sàn thì cũng như các cái nền tảng sàn giao dịch khác mà thôi tuy nhiên thì nó có một cái rất là hay đó là anh em chỉ cần tạo một tài khoản mọi người vừa có thể là trade về chứng khoán forex và cả crypto trên một tài khoản đó nha hiện tại thì trên các cái sàn tốt như là binance hoặc là okx ấy, thì chúng ta chỉ trade được về crypto mà thôi còn rất nhiều anh em chúng ta đang đam mê về các cái bộ môn liên quan đến stock và chứng khoán hoặc là vàng bạc đó thì mọi người lại phải tạo thêm một cái tài khoản ở sàn khác nữa còn đây hiện tại thì bên private có đầy đủ tất cả các nền tảng này luôn và họ đang mạnh nhất thì là về cái mảng forex và chứng khoán đó còn crypto thì gần đây có mở thêm một cái mảng crypto cho mọi người trước đây chúng đã có trade về bitcoin và rất nhiều các loại tài sản khác rồi tuy nhiên gần đây thì có riêng một cái mục riêng nhá gọi là crypto future đó anh em có thể cho vào trong này. Và về mục nạp thì sao? Nạp thì hiện tại các loại tài sản nạp rất là phổ biến như là USDT, USDC hoặc là các cái đồng Bitcoin, ETH. Mọi người có thể click cho vào cái mục nạp tiền ở đây. Hiện tại đang hỗ trợ rất nhiều các mạng lưới phổ biến như là BEP20, TRC10 hoặc là ERC10 nha. Ok, sau khi mà nạp xong thì sẽ hiển thị ngay số dư của anh em ở đây. Và anh em sẽ lưu ý giúp mình về khoảng thời gian rút nhá. Rút thì chúng ta thực hiện lệnh rút về các cái sàn hoặc là ví của anh em trong khoảng thời gian từ 19 giờ cho đến 21 giờ cùng ngày thì tiền sẽ về ngay trong khoảng thời gian đó. Còn nếu mà trong hoặc là sau khoảng thời gian đó thì tiền sẽ về ví của anh em là ngày hôm sau nha. Mọi người đừng quá lo lắng bởi vì đây sẽ là cái cơ chế của sàn theo uh, thời gian hoạt động mà thôi nha. Ok và để mà chơi được thì mọi người sẽ lựa chọn sang cái mục đó là crypto future hoặc là bên global market nếu mà chúng ta muốn chơi về FP500 hoặc là vàng dầu. Về phí ở trên này thì hiện tại đang khá là rẻ. Mọi người có thể là xem ở trong cái mục phí giúp mình nhé. Ngoài ra thì hiện tại đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho những người đăng ký mới. Đồng hành với mình trong gần một năm vừa qua thì PrimeBT có cung cấp khá là nhiều các cái chương trình bonus cho mọi người đó. Mọi người có thể nhập cái mã khuyến mại ở đây giúp mình. Và cái mã khuyến mại đó là NHTIP S25 nha anh em. Đó. Thông tin về mã khuyến mại thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Anh em sẽ chọn kích hoạt thôi và mọi người sẽ bắt đầu chơi sau khi mà kích hoạt mã. Ở đây thì mọi người sẽ lựa chọn loại tài sản thế chấp. Ví dụ hiện tại mình nạp lên đó là USDT thì anh em sẽ lựa chọn sang USDT nhé mình sẽ sâu cho anh em xem luôn này Ok và đây thì anh em có thể lựa chọn các cái đồng coi hiện tại đang có ở trên này để chúng ta có thể tham gia trade và rất nhiều các cái đồng coi cũng đã bắt đầu niêm yết ở trên này khá là nhiều rồi các cái đồng coi cũ như là ADA hoặc là Atom Park thì cũng có đầy đủ cho anh em nhé ví dụ như là đồng Atom đi đồng Atom hiện tại đang hỗ trợ đòn bẩy ở bên mục cross đó là x25 Đối với cả đòn bẩy ở đây anh em muốn điều chỉnh thì mọi người có thể điều chỉnh được bình thường ở bên mục đó là Insulate nhá anh chị em. Đó, ở đây chúng ta có thể là kéo được đòn bẩy đó. Và đối với cả mục cross thì max sẽ là x50 đối với cả đồng Atom, còn đối với cả Bitcoin thì còn rất nhiều các cái đòn bẩy cao hơn nữa. Mình sẽ ví dụ đi một lệnh cho anh em xem đối với cả cái đồng Atom nhá. Hiện tại đang giá nó là 10.3 đô la đúng không? Mình sẽ đi thử một lệnh long và đóng ngay cho anh em về cái tỷ lệ cấp lệnh nhá, anh em Ok, ở đây thì mình sẽ đặt lệnh nhá mọi người sẽ nhìn thấy ngay cái phí hiện tại nha anh em cực kỳ là rẻ luôn đặt lệnh mua này mình đang để cái lệnh đó là lệnh market nhé ở đây sẽ có ba lệnh phổ biến đó là lệnh thị trường market lệnh giới hạn và lệnh dừng lỗ stop loss ạ sẽ hiển thị thông tin của mình ở đây pnl mọi thứ luôn đó anh em muốn cài thêm về tbsl thì mọi người có thể cài trực tiếp luôn trong cái phần đặt lệnh ban đầu hoặc là anh em có thể là sửa đổi đây giúp mình nhé đó đây sẽ là lệnh chốt lời và đây sẽ là lệnh dừng lỗ này còn nếu mà chúng ta muốn đóng trực tiếp luôn đó, thì anh em sẽ click vô đây và đóng luôn lệnh market để cho chúng ta sẽ thấy luôn hiện tại nhé về cái tỷ lệ lời lỗ của anh em hiện tại đã có đây ở trong cái mục giao dịch anh em Ok và như vậy thì qua clip ngắn này mình cũng đã mang đến cho anh em thông tin liên quan đến sắc đẹp mình chỉ có một điều cần lưu ý cho mọi người đó đó là anh em muốn cập nhật nhanh nhất về những thông tin liên quan đến thị trường đặc biệt là những dự án airdrop mọi người đã quan tâm đó và những điều kiện mà dự án đó có thay đổi trong quá trình mà chúng ta đang building thì mọi người nhớ do vào trong cộng đồng channel telegram của mình đồng thời thì cả trên twitter nhé đó sẽ là hai mục mình cập nhật thường xuyên cho mọi người trên nền tảng YouTube thì mọi người sẽ được cập nhật đầy đủ và những hướng dẫn chi tiết cho anh em luôn và kể cả phân tích về Bitcoin và Ancoin đó sẽ là những mục cực kỳ là chính cho mọi người tham gia trên nền tảng cộng đồng của mình đó nếu mọi người cảm thấy clip của mình hữu ích thì hãy thả cho mình một like, subscribe kênh YouTube và nhấn thông báo này nhé để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip sau.